sau khi coi như là 9 năm quen nhau, 11 năm ở với nhau, vậy thì có những tật xấu lòi ra không? Em coi chương trình Vợ Chồng Son này chắc là em thích nhất là đến cái đoạn này đúng không Phượng? Em rất là tâm đắc. Rồi tâm đắc. Em đã suy nghĩ hết 3 đêm để liệt kê những cái tật xấu để có thể kể ra đây. Dạ. Anh không nghĩ Phúc nó nhiều tật xấu đâu. Tại vì lúc nào anh cũng thấy Phúc nghe nó, lúc nào nó cũng chỉnh chu hết. Tất cả ăn nói thì rất là ngọt ngào. Rất tới là cái đoạn này mình có thể tu ra được không vậy? Không được, không được em. Đúng không được. Nhưng mà anh không biết trong sâu xa của một Phúc nó có những cái tật xấu gì em. Những cái tật xấu mà điển hình nhất của cái người này á, đó là yêu bản thân một cách thái quá. Tức là mỗi khi mà ổng ra đường á là em phải dùng cái từ gọi là lố lăng, xịt nước hoa một cách lố lăng, chăm chút quần áo một cách lố lăng, tóc tai một cách lố lăng, và xịt keo là ta nói bụi mù tung hết cái nhà em luôn. Mà trời ơi, chỉ cần em đi cạnh ông này thôi là em đã thơm nguyên một ngày rồi, em không cần phải xài nước hoa. Còn gì nữa? Trong cái túi đồ của ổng á, thí dụ mà anh mở cái túi đồ cá nhân của ổng ra thì mọi người sẽ tưởng đó là cái túi đồ của em. Bởi vì ở trong đó nào là kem chống nắng này, son dưỡng môi này, nước hoa này, gel vuốt tóc nè, gel rửa tay, rồi là thuốc cảm, rồi là xịt thơm miệng, xịt thơm miệng, khăn giấy, xịt chân, mang vớ hôi. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan tới mùi và hình thức bên ngoài là đầy đủ, đủ hết luôn. Như một cái siêu thị mini không. Hôm cần... nay ổng đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, ổng có kéo cái vali đi theo không? Anh vô trong đó anh coi đi, anh sẽ biết. Em nhìn đồ này là không có chú rể nào mà chặt qua được Phúc hết trơn, thấy không? Nãy giờ tôi dị ứng cái bông hồng này lắm. Em dị ứng cái bông hồng như là em dị ứng cái son dưỡng của ổng lắm luôn. Son dưỡng. Son này là của vợ em mua cho em mà. Ông quả quyết cái này là son dưỡng đó Bin. Bin nhìn cái son dưỡng nào mà màu đỏ chót như vậy không? Bóng lưỡng vậy đó. Đã vậy mang đôi giày chặt tôi nữa. Mang cái đôi giày mà thiệt á, kim sao lụ không vậy à? Đó. Nhà em ngược lắm. Nói, em giản dị bao nhiêu thì ổng là lố lăng bấy nhiêu. Rồi còn cái gì nữa? Tật xấu này đáng yêu quá. Tật xấu gì nữa? Ngủ hay nói mớ. Không biết là ban ngày có làm những cái chuyện xấu hay gì không, nên mà ngủ là hay nói mớ lắm. Nhưng mà em rình em bắt được hoài à. Có quay lại cái đề tài mà mớ là thường là về cái gì? Nói chung mớ những cái rất là vô nghĩa chị. Nói mà mình không biết là ông nói cái gì luôn. Nói rất là xàm luôn á. May là em chưa bắt gặp là Lan ơi hay là Điệp Huệ ơi hay là Út ơi nữa. Chứ mà em mà bắt được là thôi xong hàng với em rồi. Rồi bây giờ còn nữa không? Còn cái tật xấu gì nữa không? Nói chung là bạn này thì thích, có nóng tính thích, không? Có đi, gia trưởng không? Thích đi chợ, thích nấu ăn, xong rồi là nấu rồi làm rần rần tưng bừng lắm, xong bày đầy hết trơn ra đó luôn cho em đi dọn. Rồi là nóng tính, rồi là gia trưởng là có nha. Nhiều luôn nha. Hay kiểu mà chưa có rõ nguồn cơn gì hết trơn á, là nổi lên cơn tâm bành lên, bắt đầu nói ào lên, xong bắt đầu là ân hận đi xin lỗi đó. Còn một cái nữa, rất là xấu đói. Ổng khi mà ổng đói là giống như một con người khác hoàn toàn luôn á, giống như là hai tính cách trong một con người á. Cha mẹ anh chị em dòng họ em không biết là ai luôn. Lúc đó là em rất em... là xấu đói luôn. Tự nhiên vô cái em gặp chị em chửi chị, thí dụ giờ chị ôi sức ơi em quả, thí dụ vậy tự nhiên xong chị nói, tao có làm gì mày không mà em sực luôn. Hoặc là em sẽ làm giống như kỳ cục lúc em xong, lúc đó mọi người quay lại đem em thấy là em bị kỳ. Rồi ăn xong vô cái đi. Dạ, ăn xong vô cái non cái vô xin lỗi. Xin lỗi. Cái cốt này là cốt con cọp hay là con sư tử gì hồi đó nè. Đó. Em mới nói là chứ ủa xấu đói vậy sao hồi đó nhịn được 9 năm cũng hay. Không có đói đó là đói khác. Rồi bây giờ tới Phúc đây. Em thì em nghĩ là lúc cưới là Phượng sẽ không có tật xấu. Tại vì em thấy là rất là nhẹ nhàng, thùy mị. Mà con nhà kiểu gia giáo, rồi nói chung là mẹ Phượng rất là giỏi. Nấu ăn ngon nên em nghĩ là mình lấy vợ rồi coi như là số 1 rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên luôn là em phát hiện là bà Phượng không có biết nấu ăn. Coi như là không biết nấu một cái gì luôn. Và làm cái gì làm cũng rất là chậm, tỉ mỉ rị mọ. Mẹ em dòng họ gia đình, tại lúc đó Phượng về Phượng làm dâu là chê hết. Đúng là mọi người đều nói trời ơi mày lấy, ta nói đừng có lấy nghệ sĩ về là không ổn đâu, này kia nó chỉ đẹp thôi, nó chỉ này kia, chứ nó không làm được gì hết. Nói chung là em đã bị vỡ mộng cái đó trước. Cái thứ hai nữa là về em phát hiện là một cái tính là rất là tiết kiệm. Thí dụ nha, em đi taxi mà thí dụ 35 ngàn thì mình sẽ cho luôn 40. Đó thì Phượng không, Phượng nói là 35 ngàn là 35 ngàn, 40 ngàn là 40 ngàn, chứ không có cho thêm, coi như là cái nào ra cái đó. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thì em thấy cái đó thực ra phụ nữ nào cũng có cái chuyện tiết kiệm đó, nhưng mà em thấy hơi bị bất ngờ về cái chuyện đó của Phượng. Một cái nữa là cái tính cứng đầu. Có nghĩa là khi mà cãi lộn đó là Phượng nói, Phượng cãi rất là căng thẳng, mà giống là
cho tới tận cùng cái vấn đề, cho tới luôn đó, tới luôn mà không bao giờ dừng lại. Và chị nhìn cái chán là chị biết là cái chán là vậy, mà phát hiện mọi người đâu mà nhìn cái chán mà biết rồi là rất là lì. Như lúc em cưới em không có nhìn, lúc em yêu chưa có nhìn cái vụ cái chán vậy. Có để tóc ngang hồi đó chắc Phượng chắc nó đổi nón suốt đúng không? Đúng rồi, tóc ngang em ơi, nó đổi nón tròn á.